Rồi mình chào mọi người ha. Rồi hôm nay có vài món, lên vài món này bán mọi người con thích hợp liên hệ mình ha. Rồi đây mã số 1 cho cái mắt nè, 143 ha. Còn tem đồ ok, mắt in da băng nha. Đó, nói chung còn ok hết. Đó, cao su đồ còn, nói chung nhiều loại hình ok ha. Bán 800 nha thương mấy. Thương mấy ha, đầu không rơ, không rơ nha. Đó, vẽ nè. Đó, ok ha. Đó, ngoài hình đây, cái này vệ sinh độ ok rồi ha. Đó, test cho mọi người xem. Đây có ngày sáng ha. Ok ha, đó tem tiếp được con. Rồi con này giá 800 nha. Đó, 800. Mã số 1 ha. Rồi. Mã số 2. Mã số 2 cái bê tông mới nguyên bộ luôn nè ha. Đó cái anh kia anh mua cây à, toàn cây nè. Cây cuối cùng luôn ha, hết rồi. Đó, bán nguyên bộ là 2,7 triệu ha. Sâm bồ luôn ha, đó, như mới luôn. Đó. Đó cái đầu chuyển nữa nha, đầu chuyển zin của nó luôn. Ôi, người cũng xào dít đó, để vô đây. Đó, để vô ha. Đó, đậu dít ha. Để vô đây bán dít luôn rồi ha. Rồi đó, mày cái máy sambo luôn nha, máy đẹp, đầu zin của nó để ở đây đúng không ha. Đó, cái em nha, đó, 7 xài được pin 14-18 nha. Đó, này ha, còn đây keo nó luôn, lột ra luôn ha. Đó, này là đẹp nguyên bản luôn ha, máy in da băng 7831 ha, máy in da băng như mới luôn nha người ha. Đó, người nhìn vô mới tin luôn. Cái này ở chân nó còn mỡ bò luôn nè ha, đây nó giống mỡ bò luôn ha. Rồi bộ nên bán 2,7 triệu ha. Đó, zin luôn ha. Đó, đẹp luôn ha, cây cuối cùng ha, hết á. Mấy cái đẹp mình lựa ha. Rồi thì mới thân máy không thì mình bán nguyên bộ nữa ha. Ai muốn mua thân máy thì mình liên hệ mình nha. Đó, thân máy 1,5 triệu đó ha. Rồi pin này pin Bana 18 đúng không ha, pin alo nghe rồi tới nhắn nha. Rồi, đó ha. Rồi, mã số 2 ha. Ngay là 2,7 ha. Rồi, mã số 3 là bán cái này ha. Bộ này 900 nè. Đó, nguyên full hộp luôn. Hai pin luôn ha. Hai pin. 950 ha. 950 tại có thùng luôn. Đó, thùng luôn. Đó, hai pin nè, như mới luôn nha. Đó, sạc 100V nè. Có hai mũi dít luôn nha. 950 nha. Z 7410 ha. Đó, 2 pin luôn nha. Đó, 36 mà in da băng ha. Đó, này mình hai cấp nè. Chậm thêm nhanh ha. Rồi, pin này chạy cầm luôn ha. Đó, pin này. Nói chung là bộ này còn đẹp nữa, mua giá cũng cao rồi ha. Đó, hai mũi dít luôn ha. Đó, để test chạy cho mọi người xem luôn.
chạy vô nè. Đó, đây sạc ha, đầy ha. Đó. Pin này còn đầy luôn nha. Đó, gỡ ra. Đó. Đang sạc nè. Đó. Chớp chớp từ từ là cân bằng ha. Chớp nhanh là đầy. Đó. Đó. Nói cục này zin bãi nó cầm luôn nha mọi người ha. Bên Nhật về nó còn cầm luôn ha. Đó, sạc luôn ha. Đó, ok nha. Rồi. Máy còn đẹp. Nói chung là bộ này đi mua pin lẻ giờ người ta bán cũng 150-200 cục ha. Đó coi như là hai cục pin hết 400 nè. Ha. Thân máy nhiêu? Thân máy cho 300 nữa. Đó, hai cục pin này 300, thân máy 300 600 chạy. 300 nữa, 900 cái thùng nữa ha. Đó, bao nhiêu máy 950. Pin này pin li ông luôn nha mọi người ha. Bộ này đẹp, bên Nhật kia nó còn cầm luôn rồi. Đó, có 20 dít luôn. Có nhìn ha. Mua luôn, 950. Này mình chạy gia đình là ok ha. Đó. Nó có hộp, có thùng nó đầy đủ luôn ha. Nó hiếm cái nào nó đẹp vậy mà. Rồi, mã số 3 ha, số 4. Số 4 mình bán đây. Một cái thùng 1x1 nó mới tinh luôn. Nó còn đẹp luôn ha. Này ai có máy bỏ vô là đẹp luôn nè. Đó. Bán 350 nha. Không có mình để xài luôn. Ở đường đồ luôn. Đó. 350 là bao tiết luôn. Đó. Đó, đây. Đó. Này mới tình ha. Đó. Ai có máy 1x1 bỏ vô ha. Bao ship thì 300 nha. Đó, chuyển khoản thì trên 300 bao ship rồi. Đó, bán 350 bao ship. Rồi, cảm ơn mọi người ha. Đó. Đây, mỗi một đẹp leng keng luôn. Ai có máy bỏ vô này là kiếm thùng không hiếm nha. Thùng này còn khá đẹp luôn. Rồi, mã số 4 350 nha. Rồi mã số 5. Mã số 5 bán cái đồng hồ ampere nè ha. Đó, con này bị nói chung cũng mở ra coi hết là nó bị lên nè, lên nguồn. Mà nó đo không được ha. Đó. Nhảy số vậy ha. Nói chung là cũng lúc lên lúc không, nhưng mà nói chung là đo không lông lên bè ha. Đó, con này khá đẹp luôn. Đó. Máy da bằng nha. Đó, mình thanh lý 300 nha. Đó. Đây nè, lên nha. Tắt nó ok nè. Mà đo kẹp ampe nó không lên ha. Đó, tại mình để miếng này vô cái pin nó hơi lỏng lỏng mọi người. Đó. Đây nè ha. Pin hơi lỏng lỏng, mình chêm như tí thôi. Đó, còn lên luôn nha. Đó. Dùng của chân pin nó cũng đó, mình làm lại chân pin ha. Thì đó, mình bán như vậy nè, tình trạng là 300. Đứng những lên mà nó chêm lên chút là nó lên nha, nhưng mà nó không đo lên nguồn. Đó, nói chung vậy đó. Rồi, ampe này mình cực kỳ mini luôn. Đó, mình bán 300 thanh lý nha. Không bao gì hết nè. Rồi, 300 ngàn mã số 5 ha. Mã số số 4 ha. Nói chung là mọi người cứ nhắn em bè ha. Đó. 300. Thanh lý nha mọi người ha. Đó. Lên nhưng mà đo không được ha. Đó, nó lên nhưng mà đo không được. Đó. Ngoại hình là còn ok. Đó, rồi về coi sửa được thì sửa ra điện tử ha. Rồi mã số 5. Số 5 bán 600. Đây cục mai ta còn khá đẹp luôn. Đo trên 20V luôn. Mà này, bỏ vô sạc á nó đá. Nó đá sạc ha, không nhận sạc, nhưng mà bấm lại nó không lên đèn, thường lên mới nhận này. Đó, đo cho mọi người xem luôn. Đó, 20V luôn rồi. Tại cái này mình đo chính xác vô thì nó mới lên chính xác nha mọi người ha. Đây. Đó, 20V, 21V luôn ha. 22V. Nó hơi, đây.
đó, đo còn trên 20V nha. Đó. Đó, chân giữa đây còn luôn nha, 20V ha. Đây này đo sát vô nó mới lên nha ha. Đó 20V 5 á. Nó nhảy hơi luôn. Đó, chân giữa này lên luôn nha. Đó. 20V 5 á. Đó. Đây. Đó 20V 5 ha. Đó mình đo chính xác vô đó. 20V 5. Đó 20V 5 nó lên nó nhảy ra đó. 20V 5 ha. Nó lên 22V rồi đó, cái đồng hồ này sai số chút nữa. Lúc mình đo là 20V 5 á. Đây mình để lại. Đó 20V 4 nè. Đó ha. Đó. Đồng hồ điện tử phải mình để chính xác vô nó mới đo chính xác nha mọi người ha. Đó. Để nguyên luôn nè. 24 ha. Rồi. Thì mình alo nghe để tôi nhận báo lại nha. Để nhận cái báo lại nha. Rồi ha, đây nguyên còn đẹp luôn ha, không chảy nước gì nha, mình chưa khui luôn nè, đó còn canh ti luôn nè, đó khoảng 600 nha. Đó, hay còn mới mà không bỏ vô sạc, bỏ vô sạc nó đá đèn nha, đó nó đá qua đá lại thôi. Còn thường thường nó lên đèn này mà đá qua đèn này mà cái đèn nó không đá luôn nha, đó còn đẹp luôn rồi người ha, chưa khui nha, hên xui nha, nếu mà không có gì thay mặt, còn bon là đủ nha, còn xe ở trong là chưa thấy luôn, nhưng nhìn vào ngoài là không chảy nước gì ha, đó, đó chưa có vệ sinh luôn. Ok nha. Đó, đo chân này lên luôn nha, chân này là 24 ha. Đó 20.4. Rồi. 600 nha. Đó, ví dụ cái nhắn mã pin ha. Rồi mã số 1 2 3 4 5 6 ha. Nói chung mã nào rồi người nhắn mã chì, ví dụ mã 6 chì nè. Con này còn 520g ha, 2 ly nè. Không biết nó có bạc trong đây không ha. Đó nhìn nè. Đó, mình bán 380.000 nha. Này mua cũng cao ha. Rồi, là chấm chì cho mọi người xem nè. Nó chảy lẹ là có bạc nha. Đó, chảy cũng lẹ nha ha. Đó, bỏ vô. Đó, nó hàng bóng luôn ha. Đó. Ok ha. Đây ha, đó, 380g. Đây 2 ly đây ha. Đây này 520g ha, 380.000. Rồi ok ha. Đó. Rồi mã số 6 7 đi ha, 7 là cái mài nè. Nati nè ha, nó có móp móp. Đó mình tháo pin ra nha, để mình Nati nè, nó có thường thường nó có cục đá mài trong đây nữa mà nó không có ha. Đó, đây mài Seiko nhưng mà đá mài này mới luôn nha. Đó, mài dao mài đồi nè. Người để mà giao ha. Ok ha. Đó. Đó mà giao rồi người ha, mà gì á. Đó của National, của nó bản của nó BH916 ha. Đó, lại một thứ đo luôn. Nó còn bài nâng Makita mới tinh luôn nha. Rồi, đây là 24 ha. Bề ngang này của nó là 3/2 ha, 3/2. Đó mài ha. Đó. Này móp móp ha. Nó lỏng pin nè. Ok ha. Rồi, chặt ba cái pin này mình tháo ra nha. Đó mọi người về tại pin rồi. Đó. Pin này của Natbana luôn. Đó. Để mình test pin rồi ha.
rồi mình sẽ tháo pin ra cho mọi người ba cục ha. Đó, người về mua ba cục tốt. Rồi này mình bán 200. Rồi bỏ pin vô luôn bán 220.000 ha. Đó, pin luôn. Đó, người về xài hết rồi người mua pin này của Nhật luôn ha. Ok. Rồi 220.000 nha. Rồi mã na mã máy mài, mã số 7 gì? 1 2 3 4 5 6 7 ha. Rồi. Là tin nè, nó có móp móp vô ha. Đó, ok mà giao rồi ok 2.2 nha. Rồi mã số mở này nào mình bán lẻ luôn ha, qua cái nào nói đó, cây này cây tốt chứ điện 180.000 đây nhận lên nè. Ok ha, nó dặn xuống nè. Đó, cây này 180 nha, của Densan da băng nha, da băng nằm đây nè. 180. Rồi mã số này 180 ha. Rồi cái này mình bán 180 luôn. Bây giờ điện nè. Này của cái gì nè. Đó, giò điện ha. Đây hai pin cúc áo nè, đây mình giò mọi người xem nè. Em giò mọi người xem. Lỏng pin ok, lỏng pin nha, để mình pin lại, lỏng pin ha. Chưa vệ sinh luôn, để chùi lên nó cũng đẹp. Giờ ha. Rồi, cây này 150 ha. Rồi, em mua hai cây này á thì mình bán 330 ha. Đó, là đúng sẽ tới đại điện luôn. Thì chuyển khoản bao ship. Rồi, cây nâng này cũng mang guitar ha. Đó, cây này mình bán 600 cho người ha. Cái này mua lại cao. Người ta là như mới, nó bảy màu rồi ha. Đó, hành trình của nó đây. Cái này mua cao rồi ha. Mua lại cũng mấy anh nó thấy đẹp quá. Này. 6 phần ha. Đó, nâng lên. Đây. Nó còn bảy màu luôn rồi ha. Đó. Bàn đỡ phôi gì đó, nói chung là cháu xấu thì mua rẻ cái này, mua bán kiếm cà phê thôi chứ mua lại gắn không có lời ha. Mà bãi nó bán cao rồi đó, nặng nhất. Đó, nâng lên đẹp ha, bảy màu luôn nha, mình chưa vệ sinh luôn nè. Đó, người thấy không? Còn bảy màu rồi, còn mang guitar luôn. Đó, dựng nguyên lên được. Nâng lên hành trình đó là 14 ha. Đó, 14 ha. Rồi, bề này của nó là khoảng... đạo phôi nó là khoảng... 31 năm ha, bề này của nó là 25 ha,
đó. Bài này nó đẹp nhau rồi ha, đó, còn vẽ màu luôn, đó, nghe vẽ màu luôn, như nó xài nước, ha, này nó giữ kỹ ha, rồi hạ chú luôn. Mới luôn rồi ha, đây con chữ luôn, đó, con chữ Makita luôn, rồi 600 nha, rồi cảm ơn mọi người xem, nha mọi người ha, hẹn mọi người lại tiếp theo ha.